Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Phạm Phan Auto. Hôm nay mình sẽ xin review về những cái sản phẩm về cái bóng đèn pha cốt, còn Ford Transit và cũng rất nhiều các dòng xe khác. Nói chung là những cái bóng halogen thì sẽ dùng cái bóng H4, gọi là bóng ba chân này, thì sử dụng như thế nào, thời gian sử dụng bao lâu thì sẽ có trong cái video chi tiết ngày hôm nay. Thứ nhất, mình xin giới thiệu với anh em về cái bóng của hàng H4 nhưng mà hàng thường. Hàng thường thì nó sẽ đấy, bóng H4 12V 60W, 60 đến 55W. Đây là chữ Trung Quốc. Thì anh em biết rồi, đây nó sẽ là hàng thường. Cũng có rất nhiều các thương hiệu khác nhau với Philips các kiểu, nhưng hàng thường thì sẽ là hàng bóng hàng rẻ nhất. Đến lượt bóng thứ hai là bóng của này là bóng của Frosser, bóng của Đức, thương hiệu của Đức anh em ạ. Đây là vỏ của nó này. Đấy. Made in Germany. 12V 60 trên 55W. Đấy. Frosser, gọi là bóng Đức. Bóng này cũng đây, thương hiệu cũng khá nổi tiếng anh em ạ. Germany 12V này. Bóng H4 này. Đó. Anh em mình không có điều kiện thì dùng bóng này cũng được. Bóng chạy halogen. Vì pha cốt thì là nó sẽ có hai cái này. Một pha một cốt. Cái cách thay bóng đèn thì cũng rất là dễ anh em ạ. Hôm nào nếu mà anh em mình yêu cầu, hôm nào mình sẽ làm một cái video. Bóng hàng thứ ba đó là bóng hàng xịn chính hãng. Bóng xịn chính hãng, anh em mình tháo xe ra như thế nào thì nó sẽ là như thế. Bóng Afram Mirus, cũng Germany, 12V 60 trên 55W H4. Đây, đa phần những cái con nào không phải chạy bóng xenon hay bóng led là bóng chế, bóng xenon ấy thì sẽ dùng bóng H4 này anh em nhé. Tất cả các dòng xe Morning, Kia, Hyundai, Grand i10 các kiểu dùng bóng H4 này hết. Rồi đến nếu mà sử dụng cái bóng này, anh em mình có thể thấy nó tối, tức là nếu mà ở trong cái chạy trong cái điều kiện ánh sáng như là ở nội thành ấy thì bóng này là đủ rồi. Nhưng mà nếu mà anh em mình chạy ở vùng quê hay là những cái đường đèo núi các kiểu mà bóng này tối quá thì sẽ có cái giải pháp, đó chính là cái bóng Orcram, bóng tăng sáng anh em ạ, 110% nhá. Cái này mình sẽ đi vào chi tiết này. Cái này sẽ là tăng sáng 110%. Tức là cái bóng hàng xịn này của anh em mình nó sáng như thế nào thì cái bóng này nó gấp 2,1 lần. 110% à. Gấp 2,1 lần nhá. Đấy. 2,1 lần. Cộng thêm là độ chiếu xa là 35m. Ánh sáng trắng cộng 20%. Bóng halogen sẽ là ánh sáng vàng. Khi mà sử dụng cái phần tăng sáng này lên thì nó sẽ là ánh sáng trắng vàng cộng 20%. 20% ánh sáng trắng vàng. Bây giờ mình sẽ mở chi tiết anh em. Review cái hộp đây. Đấy, nó có nói này. Chữ này thì nó phân ra làm chữ này là chữ Trung Quốc à? Chữ tiếng Anh này. Hàn Quốc này. Chữ này là chữ Thái Lan à? Đấy, Octram này. Đây, lấy nhát, Germany. Đây là tem bảo hành của bóng Octram đấy. Đấy, hai cái, một hộp hai cái. H4 12V. Đây cũng có tem bảo hành. Bây giờ mình sẽ tháo ra để xem ở trong nó như thế nào nhé. Hiếu hái mãi anh em ạ. Hiếu hái tháo rất khó. Nó làm rất là chắc chắn. Anh em mình tháo ấn vào đây này. Và đây nó có hai cái mũi tên, một cái mũi tên lên, một cái mũi tên xuống. Đấy. Lừa phải nãy nó ra thôi. Đấy đúng không? Ra rồi anh em ơi. Ok. Đây, nó người. Đó. Cái này anh em mình lừa ấn vào thôi.
Bây giờ mình sẽ nhấc một cái ra nhá. Rất là chắc. Đấy, nhớ được vị trí. Ok, trên tay là đang cái bóng bóng Orpram tăng sáng 110%. Orpram Bilux. Đấy, ghép mani 12V. Nó cũng như cái kia thôi anh em ạ. Đấy. Nhưng mà cái này nó ra là nó tăng sáng. Bóng này nó sản xuất rất là ngon. Hôm nào có lẽ mình sẽ đấu cái này vào cái bóng đèn xe máy. Bóng đèn xe máy nó cũng chạy H4 mà. Xem là cái này nó có khác gì với cái thằng hàng xịn không. Ok. Để tạm ra đây nhá. Rồi đến thằng siêu phẩm cuối cùng. Ông này là tăng sáng 150%. Cộng với lại độ chiếu xa 150m và ánh sáng thì cũng ánh sáng màu trắng cộng thêm 20%. Tức là ánh sáng là nó sẽ bằng cái thằng này. Nhưng mà chiếu xa của nó lên đến 150m, tức là phải gấp 5 lần, gấp khoảng 4 lần rưỡi cái thằng 110%. Và tăng cái độ sáng lên thằng này là do 40%, hơn 40%. Tức là thằng hàng xịn thì là sáng như thế nào thì thằng này nó sẽ sáng gấp 3 lần như thế, bởi vì 150% mà. Bây giờ mình sẽ cùng anh em mình tháo cái này ra. Đây. Đây là tem bảo hành của nó này. Vẫn còn niêm phong nhá. Đây còn một cái lớp nữa. Anh em mình tháo cậy cái lớp này ra. Anh em nào mua phải cái hàng mình bóc ra rồi này thì yên tâm nhá. Bởi vì trước khi đi mình cũng vẫn phải bóc mà. Trước khi đi phải bóc hết anh em ạ. Bóc ra xong là bắt đầu là dán cái tem bên chỗ của Phạm Văn Auto vào. Dán tem Phạm Văn Auto để bảo hành cho anh em chứ. Cái này có bảo hành đấy. Đấy, vạch tem ra rồi. Đây. Đây nó có cái ấn này, anh em mình ấn vào này. Ấn vào đây để mở. Trên này anh thế. Bóp hai cái vào. Đó. Ok. Ra nhẹ nhàng một cái. Chắc tháo một cái thôi. Đây. Orgram này, Bilux. Chân cũng ba chân cũng như thằng kia, không hiểu sao là nó có khác nhau gì không nhỉ. Mình xem qua thì nó không thấy khác nhau gì anh em ạ. Thì khác nhau một cái đây này, cái thằng 150% thì nó là có cái kiểu như là cái số 9/14, kiểu như 9:14, cái thằng này thì không có, chứ còn đâu thì nó cũng giống nhau hết. Nó ra đều là 55W anh em ạ. Ok, vậy là video mình này mình cũng xin review qua như thế thôi. Cũng gọi là phân biệt một xíu hàng xịn hàng thường, nhưng chủ yếu là giới thiệu anh em biết là hai cái bóng hỗ trợ sáng này. Vì nếu anh em nào mình đã mua bên của Phạm Văn Auto rồi, xin chia sẻ lại cái review hay là cái feedback là xem là nó có chất độ lượng sáng nào nó có ổn định không. Nên dùng cái thằng 110% nó có tốt hơn là cái thằng hàng 150% không. Nếu mà anh em mình theo về kinh tế thì cái 110% nó rất là hợp lý, bởi vì nó giá nó cũng rất là rẻ thôi, chưa đến 400.000, chưa 400.000 nhá anh em nhá. Còn cái thằng 150% này thì nó sẽ đắt hơn một xíu. Anh em mình nếu mà muốn mua cái hàng xịn theo xe thì thằng tiêu chuẩn thì cũng là cái bóng này thôi, bóng của hàng xịn chính hãng, hoặc là rẻ hơn nữa thì là có bóng của thằng Đức, rẻ nhất thì là bóng của Trung Quốc, chắc là ít anh em dùng cái bóng này lắm. Ok, video này mình sẽ xin kết thúc ở đây. Anh em mình thấy video hay hãy like và chia sẻ mới đến. Nhớ đăng ký kênh mình phía này, truy cập web bên này để liên tục cập nhật những cái video mới nhất về phân biệt phụ tùng chính hãng và hàng nhái. Phanvantu.com. Chúc em mua hàng tự thái. Hẹn gặp lại anh em video lần sau. Nhớ là liên hệ với mình qua số 0949253889. Phanvantu.com. Chúc em mua hàng tự thái.